về đến nhà rồi này. Nhanh quá. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Bố mẹ ơi, con đi học về rồi này. Con trai đi học về rồi à? Hôm nay có gì vui không con? Hôm nay con được điểm 10 đấy mẹ ạ. Con của mẹ thật là giỏi. Mẹ sẽ có quà thưởng cho con. Con vào chào bố đi. Bố ơi, con đi học về rồi này. Con được điểm 10, con dành tặng bố. Con ngoan, con đi tắm đi rồi vào ăn cơm nhé. Vâng ạ. Nóng quá, tắm thôi. Tắm xong rồi, lau khô người thôi. Chắc ơi, vào ăn cơm thôi con. Tắm xong chưa? Con xong rồi ạ. Wow, hôm nay nhà mình nhiều món thế mẹ ơi. Ngon quá, ngon quá. Hôm nay mẹ có quà cho con đấy. Ta-da! Đây là một chiếc cặp sách. Con có thích không? Con thích lắm mẹ ơi. Màu này rất hợp với con. Con đi chơi nha. Tôi ăn xong rồi, tôi đi ngủ đây. Mẹ nó vào sau nhé. Câu trượt nào. Vui quá, thích ghê. Cho mình tắm chung với. Xuống thôi. Vui quá, vui quá.